Các bạn đang nghe podcast Kingsley Space, chia sẻ thông tin tài chính. Thị trường bất động sản Trung Quốc đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn với sự suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực này. Những yếu tố chủ yếu dẫn đến sự ảm đạm của thị trường bao gồm tác động của chính sách kiểm soát nợ. Chính phủ Trung Quốc từ năm 2020 đã áp dụng chính sách ba làn danh đỏ nhằm giảm bớt nợ nần trong ngành bất động sản, yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tỷ lệ nợ. Điều này đã khiến cho việc huy động vốn trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền và khả năng mở rộng dự án của các doanh nghiệp. Sự sụp đổ của các doanh nghiệp bất động sản lớn. Một số tên tuổi lớn trong ngành bất động sản Trung Quốc như Evergrande, Country Garden đã báo cáo thua lỗ khổng lồ. Evergrande, một trong những doanh nghiệp lớn nhất, đã công bố nợ lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ, trong khi Country Garden cũng ghi nhận khoản lỗ 2,1 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2024. Các công ty này gặp khó khăn không chỉ vì chính sách kiểm soát nợ mà còn do sự suy yếu của nhu cầu tiêu dùng và thị trường chung. Thị trường tiêu thụ chậm lại. Sự bất ổn kinh tế toàn cầu, cùng với tình trạng thất nghiệp gia tăng và niềm tin tiêu dùng suy giảm trong nước, đã khiến cho người dân không còn mặn mà với việc đầu tư vào bất động sản. Điều này càng làm cho thị trường trở nên trì trệ, không chỉ ảnh hưởng đến các dự án mới mà còn làm giảm giá trị của các tài sản bất động sản hiện hữu. Khó khăn trong việc tái cấu trúc tài chính. Nhiều doanh nghiệp lớn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt thanh khoản nghiêm trọng và khó khăn trong việc tái cấu trúc nợ. Các công ty như Evergrande và Country Garden đã buộc phải đàm phán lại các khoản nợ với chủ nợ quốc tế và nội địa, nhưng quá trình này gặp nhiều rào cản do sự thiếu minh bạch và rủi ro tín dụng cao. Tương lai bất định. Sự không chắc chắn về chính sách tiếp theo của chính phủ Trung Quốc trong việc hỗ trợ ngành bất động sản, cùng với triển vọng kinh tế toàn cầu không mấy sáng sủa, đã làm gia tăng áp lực lên các doanh nghiệp. Dù đã có một số biện pháp kích thích nhẹ từ phía nhà nước, nhưng các chuyên gia dự đoán rằng tình trạng ảm đạm của thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ còn kéo dài trong thời gian tới, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thị trường bất động sản Trung Quốc hiện đang ở trong giai đoạn khủng hoảng với sự sụt giảm đáng kể về doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn. Các yếu tố chính dẫn đến sự suy thoái bao gồm chính sách kiểm soát nợ nghiêm ngặt, sự suy yếu của nhu cầu tiêu dùng và khó khăn trong việc tái cấu trúc tài chính.